Xin chào tất cả các bạn, mình sẽ lại tiếp tục với thông tin tình hình dịch Covid trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tính đến trưa ngày hôm nay, ngày 17 tháng 7 năm 2021, có những thông tin như sau. Thì Mỹ vừa thông báo là đã có thuốc điều trị Covid. Và trước thông tin đó là thành phố Bến Tre đề xuất là sẽ giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn tỉnh Bến Tre. Và một số hình ảnh mà người dân Bến Tre chuyển rau lên hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh. Và để bắt đầu cho thông tin chi tiết, mọi người cho mình một cái đăng ký nha. Đăng ký bên dưới thì bạn nào đang xem bên Facebook thì cho mình bấm cái link ở bên trên thì chuyển qua YouTube để đăng ký giùm mình. Còn bạn nào đang xem bên YouTube thì cho mình một cái đăng ký bên dưới đi, để khi mình có video mới là các bạn sẽ được nhận ngay thông báo vào điện thoại. Rồi mình sẽ tiếp tục với thông tin đầu tiên, đó là Mỹ vừa thông báo là đã có thuốc là Molnupiravir do các chuyên gia của Merck và Richie Bell nghiên cứu và phát triển, đã hoàn tất 2 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng và hiện tại là đạt kết quả là hiệu quả là 100%. Và hiện tại là dù cho kết quả là đầy hứa hẹn nhưng mà vẫn là đang trong quá trình là thử nghiệm giai đoạn 3. Thuốc Molnupiravir là sau 5 ngày lượng tải của virus trên bệnh nhân bị nhiễm Covid xuống thấp đến ngưỡng là không lây lan. Hiện nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đang đến giai đoạn 3 là với 1.850 bệnh nhân trên toàn cầu đang sử dụng thuốc Molnupiravir và đang sắp hoàn tất, dự kiến là sẽ công bố vào mùa thu tới. Thì nếu thành công thì sẽ xin được cấp phép sử dụng khẩn cấp và đưa vào thị trường trong khoảng 4-5 tháng tới. Rồi tiếp theo là thông tin quan trọng nhất là thành phố Bến Tre đề xuất giãn cách trên toàn tỉnh theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thì các huyện như là Chợ Lách, Dòng Trơm, Ba Tri, Bình Đại thì cũng thống nhất với đề xuất này. Thì theo báo cáo của chính huyện và thành phố trong 24 giờ qua là hầu hết các huyện đều ghi nhận các ca mắc Covid-19. Như tại huyện Ba Tri và Bình Đại vẫn là điểm nóng của các ghi nhận các ca mắc mới. Thì huyện Chợ Lách thì hiện là đang trong vùng xanh của bản đồ Covid-19. Thì địa bàn này đó gọi là địa bàn an toàn trong điều kiện bình thường mới, nhưng mà cũng vẫn ủng hộ là sẽ giãn cách toàn tỉnh theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thì sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân là Nguyễn Thị Bé Mười cũng ghi nhận là biểu dương tinh thần tích cực phòng chống dịch của các địa phương, đồng thời đề nghị các địa phương phải rà soát các chợ dân sinh, tăng cường kiểm soát, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, để tăng cường tuyên truyền, cần thiết bố trí loa thanh tại các khu vực chợ. Thì mình cũng sẽ, nếu mà khi mình có được thông báo là giãn cách thị số 16 thì mình cũng sẽ gửi đến mọi người. Hiện tại chỉ là mới là đề xuất thôi, nhưng mình cũng mong là sẽ sớm thực hiện để cho sớm đẩy lùi dịch Covid-19. Và tiếp theo phần cuối cùng của thông tin trưa ngày hôm nay là những hình ảnh mà Bến Tre, các huyện đã gửi rau củ quả lên thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ người dân trong mùa dịch. Thì bạn cũng nhìn thấy đó, thì Châu Thành, Mỏ Cày, mọi người đều chung tay gửi rau củ quả lên Sài Gòn. Thì bạn cũng thấy thì hiện tại thì ngoài cái lương thực thực phẩm ra thì rau củ thì cũng vẫn là một cái nhu thiết yếu để tăng cường, giống như bổ sung trong bữa ăn á, cho nó dinh dưỡng hơn. Chứ nếu mà thịt không thì cũng không được. Thì quan thì tình người ấm áp trong lúc này thôi. Rồi mình cũng xin kết thúc chương trình trưa ngày hôm nay tại đây. Nếu có thông tin gì mới thì các bạn muốn nhận thì bạn bấm những nút đăng ký bên dưới nha. Mình có thông tin gì mới thì mình sẽ đăng lên YouTube cho các bạn. Thân ái chào tạm biệt các bạn.